Ok, hai các bạn, và hôm nay thì mình sẽ làm một cái hack đầu tiên của hack mới, hack Doomsday hay các bạn ha. Và ok, và cái hack mới này là một cái hack đi cướp xe cấp cứu hay các bạn ha. Ok, thì mình sẽ đợi một chút xíu để cho màn hình đang nó load xong, mình sẽ ra ngoài ha các bạn ha. Ok, và đây là mình. Đó, mình sẽ lại cái con xe bay của mình. Đó, con xe bay màu tím của mình, con Deluxo. Ok, đây, đây là một cái hack đầu tiên luôn ha các bạn ha. Đó, là một hack đầu tiên trong cái hack mới này, hack Doomsday mới này. Đó chính là đi tới Central Los Santos Medical Center. Có nghĩa là đi tới một cái trung tâm cứu thương của các bạn. Một cái trung tâm nhà thương á. Nói gì, một cái nhà thương á. Đó, tiếng Việt của mình là một cái nhà thương. Đó, bây giờ thì mình sẽ sử dụng con Deluxo này để mình bay qua bên đó cho nó thuận tiện các bạn ơi. Thì trong game mình thích nhất là cái DLC mới ra này á, thì mình thích nhất là cái con xe bay này ha các bạn ha. Cái con Deluxo á. Deluxo này nè. Ok. Đó, đi lại rất là thuận tiện. Mình muốn đi đâu thì nó cũng rất là tiện ha các bạn ha. Ok. Ok, và bây giờ mình gần tới được cái chỗ trung tâm cứu thương rồi các bạn ha. Đó các bạn thấy không, Center Los Santos. Đó bây giờ thì nó kêu mình ăn cắp cái xe Ambulance nha các bạn. Ambulance đó. Chiếc xe này là chiếc xe Ambulance này đúng không ta? Ok. Mình sẽ chạy vào để mình ăn cắp cái xe này ha các bạn ha. Mình phải đi khẽ thôi các bạn, không thì tụi nó biết, tụi nó bắn nát sọ mình luôn. Gì đấy? Ở đây thì nó có bảo vệ ha. Hay là xe này ta? Phải xe này không? Ok, hình như là xe này á. Ambulance nó có mấy cái thùng thuốc ở trên đó các bạn. Hình như là không phải thì sao á. À, xe này, phải là xe này. Ok. Và mình lên xe bắt đầu nó bắn rồi. Chuồn chuồn hơn em ơi, chuồn. 36 kế chạy là thử sách các bạn. Chạy bỏ mẹ tôi luôn. Ở đây có thằng nào nè, đừng có phá mình được ha. Bây giờ thì nó yêu cầu mình là phải chạy thoát cái sự truy đuổi cảnh sát ha các bạn ha. Đó. Mình phải chạy cho nó hết sao á, mình phải núp, mình phải chui lùm, mình phải hóc qua tó sao cho nó hết sao rồi được. Này nó đang tới rồi, bỏ mẹ tôi rồi. Hên quá các bạn ơi, không sao hết. Bây giờ thì mình sẽ đứng đây ha. Mình đứng đây thì cảnh sát nó chạy ở trên, nó sẽ không có để ý tới mình. Đó, các bạn có thấy cái hình nón màu xanh không? Đó chính là cái quan sát của nó. Ok, bây giờ thì mình đã xong rồi. Nhưng mà nó xuất hiện thêm hai hàng nào nữa. À, hàng này hàng là bảo vệ các bạn ơi, không sao hết. Không vấn đề hết. À, nó trong đây nó chạy ra bắn mình. Chó chết tụi bay. Ghét tụi bay quá đi. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Xe này thì nó rất là chắc chắn, bắn thì nó khó trúng mình lắm. Nên là mình cứ vô tư đi. Vô tư đi các bạn ơi. Giờ này chỉ sợ có người phá thôi, chứ ngoài ra là không có sợ mấy thằng NPC các bạn ơi. Chỉ sợ mấy thằng nào đi niên cùng khùng thấy mình đang làm nhiệm vụ á. Đó, nó vô nó phá mình, nó giết mình. Làm mình mất thời gian thôi. Mất thời gian để mình làm lại hoặc là mình nhận nhiệm vụ lại thôi.
thằng đó rất là chó đẻ, nhưng mà thường là mấy thằng đó là toàn là mấy thằng Trung Quốc không các bạn, mấy thằng China. Fuck China. Ok, bây giờ thì mình sẽ đem chiếc xe Abu Lan này trở về căn cứ Faisality thôi các bạn ha. Trở về căn cứ đâm stay mới á. Ok, let's go. Và trong cái series hát mới Domestay này thì mình sẽ chia làm thành nhiều phần hơn các bạn ha. Và mỗi một video thì mình sẽ làm một cái nhiệm vụ đó, mình sẽ chia ra rõ ràng như vậy để anh em có thể dễ dàng mà theo dõi và dễ dàng mình cũng có thể set up được nó ha. Chứ còn làm chung chung thì cũng khó mà đặt tiêu đề hay là để cái hình đại diện sao cho nó đúng, cho nên là mình sẽ chia ra. Đó, mình sẽ chia ra từng video một. Ok, thì ví dụ như video này là video cướp xe của Thương thì mình sẽ chia ra thành một phần ha. Rồi những phần hát sau, những phần nhiệm vụ mới sau thì mình sẽ chia ra được thêm nhiều phần hơn nữa. Đó, dễ dàng cho các bạn theo dõi. Và cho các bạn nào chưa biết về cái hát này thì các bạn có thể vào để các bạn xem. Đó, ok. Thì mục đích của mình là như vậy. Còn mà làm chung chung 4-5 cái nhiệm vụ nó vô chung một cái video á thì các bạn rất là khó theo dõi. Ok, mình đi theo cái đường vàng mình đi ngu đấy các bạn. Mình phải đi cái đường tắt thôi. Mình phải ban đường tắt mình đi thôi các bạn ơi. Ban đường tắt đi thì nó nhanh hơn. Tại vì ở đây đường đồi núi không à. Đó, mình đi sao không được, không phải trong đường thành phố ha. Đó, phải đi đường này cho lẹ. Nó chỉ cái mình đi cái đường đó là do tại vì ở bên đây nó có núi các bạn. Đó, các bạn thấy một cái dãy núi không? Nó ở vậy nó bắt mình đi cái đường vòng rất là xa luôn. Cho nên là mình sẽ ok. Mình chạy cái đường này cho nó gần. Tuy là có hơi vằn bèo ổ gà ổ dịch chút xíu nhưng mà không sao các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng về tới nhà rồi. What the fuck? Gần về tới nhà cũng ăn nguyên cục đá vô đầu xe nó mới ghê chứ. Không thể tin được các bạn ơi. Mình không thể tin được. Ok, và cái hát đầu tiên đưa chiếc xe Abu Lam này về thành công thôi các bạn ha. Đó, rap complete. Đó, xe Abu Lam đã được giao về căn cứ mới Domestay này. Ok, quá là ngọt luôn các bạn ơi. Ok, và video của mình tới đây kết thúc ha. Và các bạn đón xem những video hát mới của mình về phần sau nha các bạn. Ok, chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe channel của mình nhé. Ok, bye bye các bạn.